chữ bi là chồng mà chữ vợ là đi. Và xin mời một lần nữa cô dâu và chú rể hãy bước lên. Cô dâu đang tay trong tay bước lên gọt cờ hôn nhân của Hàn Quốc trăm năm trong buổi tiệc ngày hôm nay và xin kính chào tất cả toàn thể quý vị một lần nữa. Chú đại và cô dâu hãy cúi chào tất cả toàn thể quý vị một lần nữa. À vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, trong buổi tiệc ngày hôm nay, toàn thể quý vị khách quý đã bất chấp thời gian và ngọc của mình đến đây về dự lễ thành hôn của chú đại và cô dâu. Đúng là cây có cội, nước có nguồn, con cái là phải có tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Chính vì điều đó, trong đại như ngày hôm nay thì không thể nào quên được ơn sinh thành. Dẫu biết rằng việc dựng vợ cái chồng là trách nhiệm, là bổn phận của cha mẹ. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời ai gian khổ hơn cha. Tần tảo dẫu hôn mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đầy con. Và sau một tiệc trong đại như ngày hôm nay, xin mời ông Siêu Lo và bà Trư Lan Rích, trú tại làng Tốt Kết Chư Sê Gia Lai, là số con phụ mẫu của cô dâu Trư Lan Đir. Xin mời ở đây câu cơ ở Mỹ Ma cái đồng ý hạ chàng đi làm này à bùng ngọn cái vi văn đường đề mẹ tê chị ta chàng ở đây hợp biết hàng sau nó mang hình này à có cơ bị ma cái đồng ý chứ vâng là mẹ của chú đề xin mời câu chuyện riêng tư của mình một bên để chiếm ngưỡng đôi trai tài gái sắc trong buổi tiệc ngày hôm nay cùng hai bên gia đình mới là sân khấu. Và thật đúng là tình yêu là phép nhiệm màu giúp ta so dịu nỗi đau trong lòng, chứ tình là chứ thực không để ai giúp phải tương tư tơ lòng. Có câu ông bà ta từ ngày xưa để lại, làm trai thì lấy được vợ hiền như cầm đồng tiền mua được miếng ngon, phận cái lấy được chồng con sẽ bằng cá vượt vũ buồn hoa đồng. Hôm nay đây chú đề Lý và cô dâu đi tay trong tay sau một tiệc ngày hôm nay, một lần nữa xin mời tất cả toàn thể quý vị ban tổ chúng tôi xin trình độ trân trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn chú đệ cô dâu trong tiệc ngày hôm nay xin được phép bắt đầu. Vâng, và để cảm ơn toàn thể quý vị khách quý đã bỏ chút thời gian vào ngọc mình trong buổi tiệc ngày hôm nay, xin mời tất cả toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe lời phát biểu tâm sự của hai bên gia đình xin gửi đến toàn thể quý vị trong buổi tiệc ngày hôm nay. Xin mời lời phát biểu đến từ họ nhà cái. Vâng, có cô phụ nữ dòng trời trẻ trà trà phê mung này để phát tòa chú tâm ra ตามมาในบังกะเอาตาบังกะมอยาตามมอ1บังตะตุเรมันจวายวะเนาะตามมาตาเรมูเมนได้กันฮักงักฮักปันจวายวะกันแน่อยู่ดอกมูทุนเน้ทุทุนนับทุกยิงมอสาหวาเป็นดอกอัจจ์ตัวกันแน่อยู่นําเปรุเรตะจาเอากูปรียองเตเปรา
xin vâng lời phát biểu bên họ nhà cái. Và bây giờ xin mời tất cả tuổi thầy vị chúng ta cùng lắng nghe lời phát biểu tâm sự của như họ nhà trai sự đến tuổi thầy vị sau một tiệc ngày hôm nay. Xin mời tập tuyệt cầu cầu vị vang kinh doanh mệnh tên đại ca mở chương tư lấy nhập cơ chương sân nọ đồ cây ghét chân mở cầu vị vang bằng vấn đề bình tạm màu lên bọc ngã rồi kia rồi bọc hình bích hào sân nọ đồ kinh doanh mạng này tập tuyệt cầu cầu hoa nhu chương bà bà cơ đồ kinh doanh mạng Mình đi bị văn cơ dòng tê ta là rơi này ta rơi nguy ngơ rừng xin mơ đàn này Pháp rơi hóa bông hóa là chú nọ nằm bờ ngô mình em đi bị văn này là dòng tê bây bà ta xin mơ đàn hóa bây bần tòa này là ta lại đã chẳng hợp cụm tức quay mà ạc mọi bị văn của mình ta là có nhập cơ nâng là không thâu. Xin cảm ơn lời phát biểu bên họ nhà trai để kết thúc tập thể quý vị trong tiệc ngày hôm nay. Và bây giờ là chương trình thứ hai, xin mời chú đại và cô dâu tay trong tay vai kề vai dẫn ly rượu hồng trong tiệc ngày hôm nay do dịch vụ nhà hàng tiệc cưới tổ chức thực hiện. Xin mời chú đại và cô dâu. Mời tất cả tổ thể quý vị chúng ta hỏi hướng lịch sử tố ngày hôm nay. Chú đẹp cô dâu đang tay trong tay quay kể vai rót đi rượu hồng của mình. À vâng, đúng là cùng nhau rót chén rượu mừng, rượu tươi rượu nhạt xin đừng quên nhau. Trong năm giờ bạc mái đầu, nhớ câu ý hợp tâm đầu hôm nay. Mời em chén rượu giao thề, thử duyên thiên lý cùng về bên nhau. Và chào xin mời chú đẹp của cô dâu lấy ly rượu hồng của mình để dâng lên lời tín chiếu của cha mẹ sau một tiệc ngày hôm nay. Vâng, thật đúng là chịu chung thì đế phần cha, chịu hiếu phần mẹ, đôi ta chữ tình. Và xin mời chú đệ của cô dâu mời số thân phụ mẫu của cô dâu, xin mời. Chú đệ và cô dâu mời song thân phụ mẫu của chú đệ, xin mời